Xin chào quý vị và các bạn. Miền Trung, nơi hội tụ nhiều tài nguyên du lịch lớn của cả nước, nổi bật là những di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được UNESCO công nhận như quần thể di tích Cố đô Huế, phố cổ Hội An, khu di tích Mỹ Sơn, Nhã Nhạc cung đình Triều Nguyễn. Những giá trị văn hóa này đã tạo động lực thúc đẩy liên kết ngành du lịch, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của toàn vùng và của riêng từng địa phương. Du lịch miền Trung liên kết để phát triển bền vững sẽ là nội dung của chương trình Việt Nam hội nhập ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Nhìn lại gần 10 năm nỗ lực phấn đấu, ngành du lịch ba tỉnh miền Trung từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ sau những động thái hợp tác liên kết từ năm 2006. Ấn tượng nổi bật của du lịch miền Trung trong năm 2014 là các địa phương đã tạo được sự liên kết chặt chẽ để phát huy lợi thế các sản phẩm du lịch, nhất là khai thác có hiệu quả các di sản, di tích, đạt được lợi ích kinh tế cao. Chẳng hạn, tỉnh Quảng Nam trong năm vừa qua, khách tham quan lưu trú đạt hơn 4,3 triệu lượt, trong đó khách lưu trú gần 2 triệu lượt, tăng hơn 5% so với năm 2013. Doanh thu du lịch đạt hơn 3.400 tỷ đồng, tăng hơn 12%. Trong thời gian liên kết này, trước hết thì chúng tôi liên kết với 3 cơ quan quản lý nhà nước để chúng tôi quảng bá điểm đến cho 3 địa phương. Vì chúng tôi nghĩ rằng du lịch là một cái ngành kinh tế nó không có biên giới. Và khách du lịch đến 3 khu vực miền Trung chúng tôi, đặc biệt là Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam, nó như là một cái điểm đến. Ý thức được tầm quan trọng trong công tác liên kết, hợp tác để phát triển du lịch, trong những năm qua, du lịch Thừa Thiên Huế đã không ngừng tăng cường sự hợp tác với các địa phương trong khu vực. Nổi bật là di tích Cố đô Huế tiếp tục có nhiều hoạt động du lịch khá sôi nổi. Đồng thời, tỉnh Thừa Thiên Huế thúc đẩy thực hiện các hoạt động xúc tiến, quảng bá và phát triển đa dạng tour tuyến, sản phẩm du lịch. Nhờ đó đã thu hút được lượng lớn khách du lịch đến Huế. Tổng lượt khách lưu trú đến Huế năm 2014 đạt 1,840 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt 780.300 lượt, tăng 4%. Doanh thu các cơ sở lưu trú đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 14,9% so với năm 2013. Trên thực tế thì ba địa phương đã hỗ trợ cho nhau rất nhiều trong cái việc liên kết. Ngoài những cái việc mà tôi nói ở trên thì cũng nhờ vào việc liên kết thì có những cái sự kiện mà chúng tôi có cái ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Thông qua đó cũng nhờ vào vậy mà cái lượng khách đến với chúng tôi sẽ nhiều hơn. Nối tiếp sự thành công này, thành phố Đà Nẵng lựa chọn thúc đẩy các loại hình du lịch dịch vụ phong phú và đa dạng với nhiều sản phẩm mới được đưa vào phục vụ du khách ở khu du lịch Bà Nà, bãi biển Mỹ Khê. Hạ tầng du lịch được đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Trong năm 2014 có 44 khách sạn, 1.991 phòng mới được đưa vào hoạt động, nâng tổng số khách sạn trên địa bàn thành phố lên 435 khách sạn, 15.625 phòng, khởi công dự án bến du thuyền Đà Nẵng và câu lạc bộ thể thao dưới nước. Cái thời gian vừa qua thì trong qua công tác liên kết thì cái việc quảng bá xúc tiến đã góp phần giúp cho ba địa phương có sự bước phát triển tốt hơn về du khách, và lượng khách đến với ba địa phương trong thời gian vừa qua thì bình quân mỗi năm tăng khoảng cỡ 20%, và đối với Đà Nẵng thì cũng ở mức độ như vậy. Trên bản đồ du lịch Việt Nam, du lịch miền Trung đang thể hiện rõ thương hiệu có uy tín với nhiều lợi thế của con đường di sản miền Trung. Ba địa phương Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam chính là nơi hội tụ kết nối và tạo điểm nhấn cho du lịch cả miền Trung cùng phát triển. Trong du lịch là cần phải có sự liên kết, bởi vì khách không ai chỉ đến một địa phương. Mới ba địa phương thôi đã có tác dụng, nếu như mà nhân rộng ra nữa thì sẽ tốt hơn. Thời gian qua thì có thể nói là du lịch tại Đà Nẵng, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế đã xây dựng được cái thương hiệu hình ảnh về du lịch của mình trong lòng du khách. Trong 5 năm trở lại đây, ngành du lịch miền Trung đã phát triển vượt bậc nhờ các địa phương biết liên kết để cùng nhau phát triển bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể như con đường di sản miền Trung, ba địa phương, một điểm đến. Trong một thời gian rất ngắn, các tỉnh thành Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đã thu hút hàng chục triệu lượt khách mỗi năm, trong đó gần 50% là du khách quốc tế. Cho dù còn những khó khăn, nhưng ngành du lịch các địa phương ven biển miền Trung đã bắt đầu tạo dựng được sự liên kết, hình thành chuỗi các giá trị để khai thác một cách tốt nhất ngành công nghiệp không khói. Đó là kết quả từ bước đi đúng đắn mà lãnh đạo các địa phương cùng hành động sau các hội nghị liên kết phát triển diễn ra trong năm 2013 và 2014. Có thể thấy rằng liên kết hợp tác phát triển du lịch là việc rất quan trọng và cấp thiết trong phát triển du lịch hiện nay.
bởi mỗi vùng, mỗi khu vực ngoài những giá trị chung về tài nguyên còn có những lợi thế riêng biệt có thể bổ sung cho nhau. Vì vậy, cần đẩy mạnh sự liên kết, hợp tác để tạo ra nguồn lực tổng hợp, phát huy lợi thế so sánh, kinh nghiệm của từng địa phương để hình thành các sản phẩm du lịch liên vùng có lợi thế cạnh tranh cao. Để thúc đẩy tăng cường du lịch khu vực một cách bền vững, đầu năm 2015, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch của các địa phương Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam phối hợp tổ chức chương trình du lịch Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, điểm đến của thiên đường biển đảo và di sản thế giới năm 2015, nhằm tập trung giới thiệu các sản phẩm du lịch mới, các sự kiện du lịch ba địa phương trong năm 2015, đồng thời tạo cơ hội cho du lịch ba địa phương có dịp giao lưu, kết nối với cộng đồng du lịch nói chung, tạo ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn, khai thác thế mạnh biển và di sản của ba địa phương Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Để hiệu quả hơn nữa, thì chúng tôi thấy là cái việc ngồi lại với nhau để có những ý kiến, những cái trao đổi trong cái việc xây dựng các quy hoạch riêng của mỗi địa phương, làm sao cái việc đầu tư quy hoạch nó hạn chế được thấp nhất cái sự trùng lắp, để từ đó mỗi địa phương sẽ có được những cái sản phẩm, những cái dịch vụ và cái hướng đi mà nó tạo được nét đặc trưng riêng, để khi cộng đồng lại với nhau thì nó tạo thành một cái sức mạnh. Vừa qua, lãnh đạo ba tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam cũng đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác liên kết phát triển du lịch nhằm khai thác hợp lý tiềm năng du lịch của từng địa phương và thúc đẩy tăng trưởng du lịch của khu vực một cách bền vững. Tôi nghĩ rằng đây là một tiềm năng vô cùng lớn và giúp cho ba địa phương chúng tôi có cơ hội giữ được cái sự phát triển bền vững của mình. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai là chúng tôi sẽ hợp tác trong công tác trao đổi về công tác quản lý nhà nước. Chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cái công ty lữ hành từ các địa phương đưa khách về, đảm bảo an toàn và thân thiện nhất. Theo đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, việc hợp tác liên kết góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch của từng địa phương, nhất là công tác xúc tiến du lịch nước ngoài, đón các đoàn du lịch trong nước và quốc tế, tổ chức các hoạt động du lịch giữa các địa phương. Tuy nhiên, việc liên kết hợp tác du lịch mới dừng lại ở cấp Sở Văn hóa Thể thao Du lịch ba địa phương nên tính liên kết chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Vì thế, cần đẩy mạnh trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác xúc tiến du lịch, liên kết trong tổ chức các sự kiện văn hóa du lịch tầm quốc gia và quốc tế. Làm thế nào phải có sự bắt tay của các cái doanh nghiệp. Vì chỉ có doanh nghiệp họ đi vào nữa thì cái liên kết mới đi vào được chiều sâu. Thì tôi nghĩ rằng với những cái ảnh hưởng của cái việc liên kết này thì chắc chắn trong thời gian sắp tới, nếu chúng ta có được cái sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của các cái doanh nghiệp thì cái liên kết này chắc chắn là sẽ thành công. Đồng tình với quan điểm trên, đại diện các doanh nghiệp cũng cho rằng để liên kết đạt được hiệu quả cao và phát triển bền vững thì vai trò của các doanh nghiệp lữ hành là rất quan trọng trong việc kết nối và tạo ra các sản phẩm để thu hút du khách. Liên kết lại với nhau mang tính chất định hướng, mang tính chất hỗ trợ cho doanh nghiệp. Còn cái việc mà thực hiện thành công là các doanh nghiệp phải làm. Chúng ta phải có sự liên kết ngang, liên kết dọc. Các công ty lữ hành cũng phải liên kết với nhau, liên kết trong cái việc tạo ra dịch vụ, liên kết cái việc tạo ra sản phẩm, liên kết cái việc trong quảng bá xúc tiến thì nó sẽ đỡ tốn kém hơn, dịch vụ nó sẽ chuẩn hơn. Theo đánh giá của Tổng cục Du lịch Việt Nam, ba tỉnh thành Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam được xác định là khu vực trọng điểm phát triển du lịch của cả nước trong nhiều năm tới. Đây là khu vực phát triển rất năng động, một mặt hỗ trợ cho nhau để tạo ra những trải nghiệm đa dạng, khác biệt cho du khách. Mặt khác đặt ra yêu cầu cần phải tăng cường sự liên kết để hoạt động du lịch thực sự phát huy hiệu quả. Do vậy, việc hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa ba địa phương được cụ thể hóa sẽ là một trong những ví dụ điển hình về mô hình quản lý điểm đến liên tỉnh hướng tới hiệu quả cao, giảm chi phí và đảm bảo nguyên tắc phát triển bền vững. Đến đây chương trình Việt Nam Hội nhập ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.